Ổn hả? Ừ. Nghĩa là lúa gần sông nước cái này cũng đang khỏe mà không mưa nước nên là nằm dần để đánh khô chiếm được cành cá này cả cá đấy nó cũng tù không có gì nữa tàn được tôi ra nói không phải là tôi ra này nhìn là bố bác sĩ bảo phải chuyển viện mẹ vẫn xin bố bảo là đây điều trị mà nhưng mà bác sĩ bảo là bệnh nó hơi nặng lên tức là bây giờ là nặng là bác phải chuyển viện ừ. Tiến viện mẹ bảo là thôi thì ở đây điều trị nhưng các bạn bảo là bệnh nặng lên nhiều ấy thì không ở đây điều trị nếu phải chuyển tuyến nhưng mà thì là phải chuyển á ừ. Là phải chuyển luôn ấy ừ, phải chuyển luôn vì bố thì nói chuyện nói chung là thấy yếu rồi thì... thế mẹ hỏi bác sĩ như vậy là chuyển đi viện tỉnh à? Ừ. Chuyển lên tuyến tỉnh nhưng mà tình hình thì thế là ở đây là người ta bảo là thế nào mà nói chung là bố là yếu rồi bắt buộc là phải chuyển không thể không chuyển được thì bây giờ chuyển là xuống đấy là kiểu như là cái bảo hiểm của mình là còn có cái gì không được không? Bảo hiểm là bắt buộc không có thuốc đắt là điều trị của bố là phải mua ngoài hết không được trong bảo hiểm. Bây giờ xuống là phải dùng thuốc khác đúng không? Ừ. Rồi thế thì ở mọi người ạ, khả năng là bố có khoan nặng quá thì những cái thuốc ở trong bảo hiểm ấy thì người ta sẽ chỉ kê những cái thuốc loại dạng điều trị bình thường thôi còn bây giờ bố khoa bị khả năng là bị nặng hơn rồi thì sẽ phải mua cái thuốc ngoài mà thuốc rất là đắt luôn để điều trị kiểu như điều trị cấp tốc ấy, để cho quay lại mức bình thường ấy. Thì thế thì gần như là cũng coi như là không có bảo hiểm luôn mọi người ạ. Mình cái tiền thuê xe đi xuống như nó cũng đã đắt đỏ rồi. Tiền là tiền chi phí thế mua thuốc mẹ mới chỉ nói qua thôi thì chưa cụ thể thì bác sĩ đâu ấy. Ừ. Bây giờ tiền nong thì không có mẹ về mà bán đi bán đất để chạy chữa cho bố thì bây giờ còn nước thì còn tát thôi biết làm sao rồi bán đất mẹ tưởng bán đất là như bán lúa rau không bán mà bán cái được luôn thì đưa tiền cho mẹ luôn ấy. Mà bây giờ thì bố phải đi rồi. Người ta phải đầy đủ giấy tờ người ta mới đưa tiền cho mẹ chứ ai tự nhiên người ta đưa tiền cho mẹ. Còn nước còn tát nữa còn sao? Mình chạy chứ. Chả biết thế. Thôi được rồi. Bà đi lên đi vào với ông để con tính cho nào. Con đi gọi bác sĩ cho nó cụ thể để xem nào. Nhá. Tôi đi bà đoàn đi lên ờ, mọi người thực sự là không biết năm nay thì nhà khoa là gánh cái hạn gì nữa nhưng mà rất nhiều chuyện là xảy ra đến với nhà khoa mà toàn chuyện không may thôi gọi là đại hạn đấy ạ thì bây giờ thì khoa sẽ đi gặp trực tiếp bác sĩ và hỏi cụ thể xong rồi khoa sẽ tính cách để vay mượn anh em họ hàng rồi để kiểu gì thì cũng phải đưa bố đi chuyển tuyến thôi bởi vì là bác sĩ người ta đã bảo phải chuyển thì chắc chắn là đã nặng rồi người ta không dám tiếp nhận nữa thì người ta mới bảo như thế thì bây giờ khoa sẽ đi hỏi cụ thể bác sĩ và sẽ tìm cách. Hiện tại khoa đang ở chỗ xe cứu thương mọi người ạ. Đang ở chỗ xe cứu thương. Thì khoa đang đứng chờ ở đây để người ta để lại xe ra để đưa bố khoa đi. Thì thế này mọi người ạ, thì khoa cũng nói lại cho mọi người nắm rõ là bố khoa bị gan, bị tiểu đường thì bây giờ nặng nhất là cái tiểu đường ấy mọi người.
thì kiểu như là cái đường của bố nó, cái đường của bố vượt quá cái chỉ số cho phép quá nhiều rồi. Thì bây giờ điều trị ở đây thì thuốc thì cũng không không có cái thuốc tốt, mà cái điều kiện dịch vụ thì cũng không đảm bảo. Thế cho nên là các bác sĩ bảo là thôi thì phải chuyển tuyến luôn, không mà đến lúc nhỡ như thế nào thì lại hối hận ấy. Thì nhà khoa cũng không có tiền. Thì vừa nãy mẹ khoa còn đòi là bảo là về bán đất, nhưng mà bán đất thì bây giờ kịp thế nào được, người ta có mua thì cũng phải cả tháng người ta làm giấy tờ xong các thứ thì người ta mới giao tiền cho mình, chứ ai người ta giao tiền cho mình. Thế là khoa cũng có vừa gọi điện cho cô Oanh bên nước ngoài, thì khoa xin phép cô là cái xe mà lần trước cô Oanh có mua cho khoa đấy, thì khoa xin phép cô là tạm thời khoa ấy để khoa giải quyết việc của bố đã. Thế thì cô cũng đồng ý. Rồi thì sau này thì cái đấy thì mình có thể mình làm lại được mọi người. Đấy, còn sức khỏe thì mất đi rồi thì khó lấy lại lắm ạ. Đấy. Thì bây giờ thì khoa xin chào tất cả mọi người, để khoa đi lo cho việc cho bố cho nhanh, để bố đi chuyển viện cho kịp thời ạ.